Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Hôm nay thì tiếp tục giới thiệu với các bác và anh em một cái mẫu đẩy liền vang đang được bán rất là chạy trên thị trường cũng như là đang bán rất là chạy tại Tuyên Vũ Audio chúng em nhé. Đây là một cái thiết bị thực sự là về thiết kế chúng ta có thể thấy là thiết kế nó quá đẹp nhé, quá xuất sắc. Đấy, và đây là cái thiết kế có thể nói là thiết kế của tương lai. Đấy, nhìn rất là nhỏ gọn này, vuông xinh xắn này. Đấy, và mã model của nó chính là AK3500. Đấy, được trang bị công suất là 500W cho một kênh anh em nhé. Đấy, với những cái dòng đẩy liền vang liền mic này thì nó tích hợp 3 trong 1. Đấy, nó có công suất này. Đấy, nó có vang này. Và vang ở đây nó sẽ là được trang bị là vang số và nó có micro. Đó, nó có đi kèm theo cả micro luôn. Đó. Và rất là nhiều anh em đó đã mua sắm và cũng đánh giá rất là cao. Và những cái thiết bị này đẩy liền vang liền mic này thì khi mà các bác mua tại Tuyên Vũ chúng em thì chúng em đều bao test nhé, nhận hàng các bác được kiểm tra test thử nghe thử luôn đấy, để các bác có thể cảm nhận được cái chất âm của những cái dòng này nó quá là tuyệt vời, tiếng rất là hay đó. Và về tính năng của sản phẩm này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ tích hợp đấy, ở ngoài thì chúng ta sẽ không có cái phím vặn nào cả để chỉnh đúng không? Đấy, và nó chỉ có duy nhất một phím cứng, đó là phím nguồn power thôi. Đó. Còn tất cả hiệu chỉnh thì chúng ta sẽ ở trong nằm trong cái màn hình này, và màn hình này nó chính là màn hình cảm ứng anh em nhé. Đấy, thiết bị này thì nó sẽ cho phép chúng ta kết nối như là cổng hoa sen, VOD, DVD này, cổng quang này, rồi Bluetooth này, và tất cả chúng ta sẽ điều khiển bằng Bluetooth hết nhé. Đấy, tất cả đều điều khiển bằng Bluetooth. Đó. Và cái cảm ứng này nó rất là nhạy, rất là mượt cho anh em luôn. Và đặc biệt thì chúng ta sẽ có ba thêm bạn ba đường HDMI, đấy 1, 2, 3, và một đường HDMI ARC. Với cái đường ARC này nhé anh em nhé. Đấy, khi mà các bác TV nhà các bác á mà có hệ thống jack ARC, anh em có thể kết nối để kết nối ra ARC này. Đấy, để chúng ta trải nghiệm cái chất âm rất là tuyệt vời. Đấy, cho âm thanh vòm, âm thanh trong phim rất là hay. Đấy, và chúng ta có thêm đường MV3. Đấy, và cái MV3 này thì các bác có thể là em xin lỗi ạ. MV3 này thì chúng ta có thể là kết nối để nghe nghe nhạc nhé. Đấy, và khi mà các bác cắm USB thì nó sẽ tự động nó nhận, tự động nó nhận. Đấy. Và một đường bên này nữa thì nó sẽ là kết nối tới máy tính nhé. Và một cái mắt thần này, mắt thần này để cho phép chúng ta dò tai mic hoặc là các bác có thể là sử dụng làm điều khiển. Đấy. Em khi các bác mua thì nó sẽ có thêm một cái khiển từ xa. Đấy, nó sẽ có thêm một cái điều khiển từ xa để các bác có thể là điều khiển trực tiếp cái chiếc đẩy liền vang này với các cái tính năng rất là hay, gọn nhẹ các bác nhé, rất là hay và gọn nhẹ. Và đây chính là cái điều khiển của nó này. Đấy, đây chính là điều khiển nhé, chúng ta có tắt tiếng này, chọn tín hiệu vào này, chọn cấu hình này, đấy, chỉnh tông này, đấy, tăng giảm âm lượng nhạc và mic này, tăng giảm âm lượng effect này, đó thì rất là đầy đủ luôn đấy, rất là đầy đủ các cái tính năng các thiết bị đó. Và tất cả to nhỏ ở đây, nếu như anh em không muốn dùng khiển thì các bác có thể dùng trực tiếp vào đây. Đấy, to nhỏ, ví dụ to nhỏ effect các bác sẽ bấm vào effect và các bác tăng lên cho em. Đó, thì nó sẽ lên nhá. Đó, rất là hay. Đó. Thì đây là cái thiết bị này, và đằng sau em sẽ quay đằng sau cho anh em nhé. Đấy, đằng sau thì nó sẽ có hai cái dây anten này. Hai dây anten này là anh em có thể là mua về là các bác sẽ cắm anten vào để chúng ta có thể hát karaoke, mic nó bắt thu sóng tốt hơn nhé. Đó, thì đây chính là hai cái dây anten, và cái bộ phận này chính là cái bộ phận mà của hộp micro này. Đó. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ có đường ra loa. Đường ra loa thì các bác có thể kết nối trực tiếp dây loa vào nối bên trên, hoặc các bác sẽ cắm kết nối jack bắp chuối cắm trực tiếp vào đằng sau này. Đó, rất là hay nhé. Đó. Và bên này thì chúng ta sẽ có thêm một cái anten Bluetooth này. Đây chính là cái đường HDMI này, từ 1 cho đến 3 tín hiệu vào HDMI nhé. Rồi nó sẽ có một đường out ARC này. Đó. Rồi chúng ta sẽ kết nối được thêm cổng xúc ở đây này, tín hiệu hoa sen, cổng quang, rồi đây chính là đường mic, đã 1 và 2. Đó, và gain mic này chúng ta ngoài hai cái mic này ra thì anh em có thể kết nối thêm hai cái đường mic nữa, ngoài hai cái mic đi kèm các bác có thể kết nối thêm hai mic đó, và chúng ta sẽ chỉnh được to nhỏ của hai mic riêng biệt nhé. Đó, và sau này nó sẽ có một cái nội thông hơi. Đấy, nội thông hơi này, và bên trong nó sẽ có quạt gió nó làm mát, đấy rất là mát luôn và thổi rất là mạnh đó. Và thiết kế thì các bác thấy rằng là nó thiết kế nó quá là nhỏ gọn, đấy quá là nhỏ gọn và xinh xắn đúng không. Đấy, tai mic đi kèm theo thì cũng rất là chất lượng luôn, đây chính là mic đi kèm theo nhá, đấy cực kỳ chất lượng
đó, mã là Neko AK 3500 đấy. Tai mic nó quá là đẹp các bác ơi, chất lượng quá đấy, tai mic rất là chuyên nghiệp luôn đó. Với mức giá là 8.500.000 đấy, thì các bác có luôn một cái bộ dàn đấy 3 trong 1, có đẩy có vang có mic đấy. Nên anh em cần tư vấn hỗ trợ thêm thì có thể để lại bình luận bên dưới giúp em để em hỗ trợ nhé, và xin chào các bác.